Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 10 tháng 11 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới rất là nhiều. Những cái mặt hàng lan đẹp, những cái giò hàng lan thuần, những mặt hàng kg rất là đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá rất là rẻ luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Ra em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng phi hạc rất là đẹp luôn ạ. Với những cái giả hành thân dài mập khỏe, cây rất là đẹp luôn, hàng cắt tỉa kỹ luôn rồi cô chú anh chị nhé. Giá em bán chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi ạ. Hứa hẹn cho một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân. Sang bên này đây sẽ là những cái cây dáng hương tam bảo sắc ạ. Những cái cây lá xếp, lá dày cộp rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Nói chung là cây thì không phải là lớn lắm đâu cô chú anh chị nhé. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn lấy cây lớn thì cái lô hàng này không phải là cây lớn lắm mà cây tầm vừa vừa thôi ạ. Nhưng mà đủ cho cô chú anh chị có những cần hoa rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị này. Đó, những cây dáng hương tam bảo sắc khỏe khoắn và rất là đẹp như vậy. Giá em bán chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái lô hàng thì bên em cắt tỉa rất là kỹ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Gần như là những cái thân còn lại này đều là những cái thân mà có khả năng cho nụ cho hoa hết ạ. Cái dòng hàng mà với cái sức sống rất là mãnh liệt luôn. Với hoa sổ những cái mặt bông có rất là đẹp. Cái mặt bông của nó cực kỳ là sắc nét và rất là đẹp luôn. Cái dòng lan lan hoàng phi hạc này này, hoa bền. Nói chung là đáng sưu tầm, có thể họng đen, khi mà sổ có thể họng đen hoặc là có thể họng vàng. Em bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím với những cây lan vừa tầm ghép đẹp luôn. Những cây như thế này đủ cô chú anh chị có những cái cây lan sổ hoa, những cái bông hoa rất là đẹp rồi. Đó, cái dòng dáng hương quế tím này em bán với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng ạ. Với những cái thân hiện tại đã bắt đầu là gần như xuống hết lá rồi, để chờ đợi cho một mùa hoa xuân tuyệt vời. Bông hoa cánh trắng nuột là không tì vết luôn, cái họng điểm một xíu hồng. Nói chung là nhìn rất là đẹp. Em bán với giá chỉ có 100.000 trong 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là hoàng thảo vẩy rồng này. Cô chú anh chị nhìn cho em cái lô hàng với những giày vừa tầm ghép rất là đẹp. Và mỗi một giả hành như vậy có thể cho cô chú anh chị những chùm hoa vàng rực rỡ ạ. Hoàng thảo vẩy rồng với giá là 100. Em bán với giá chỉ có 110.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cây hoa lan hài dâu xanh này cô chú anh chị này. Những cây lan hài dâu xanh bản lá ngắn tròn vo rất là xinh luôn, cây khỏe đẹp nhá. Và những cây lan hài dâu xanh này khi mà sổ hoa có thể mang sổ hoa thì mang hình dáng những cái chiếc giày và những tròn da dâu dài rất là độc đáo luôn. Cũng giá chỉ có 100.000 trên 1 kg, em cũng sẽ bán từ 0,5 kg ạ. Bên này sẽ là những cái lô hoàng thảo kèn ạ. Mỗi một lô như thế này thì đến khi nở hoa cũng đủ cô chú anh chị ngắm một cái giò lan đã mắt rồi. Đó, một lô như vậy khá là nhiều thân nhá cô chú anh chị nhá. Em gọi đây là lô số 1 này. Lô số 1 này lô số 1 này em bán là 120.000 này. Lô số 2 thân mập nù hơn cô chú anh chị nhá. Đây ạ, lô số 2 ạ. Dài hơn một chút, thân dài hơn một chút, khá là nhiều thân hoa như vậy cũng với giá là lô số 2 sẽ là 130.000 và lô số 4 này. Đấy, cô chú anh chị ngắm kỹ cho em, mỗi một lô như vậy là toàn bộ thì rơi vào 5-6 thân hoa cho một lô trở lên đúng không ạ? Và lô số tiếp theo này em cũng bán với giá là 130.000. Và lô tiếp theo ạ, lô số 4 này. Lô số 4 này cũng sẽ là lô số 4 này thì em cũng bán là 140.000 à 130.000 nhá. Đấy, cái lô đầu tiên sẽ là 120 và hai lô, ba lô tiếp theo mỗi một lô sẽ là 130 tùy cô chú anh chị lựa chọn. Và sau bên này đây sẽ là những cái cây địa lan Sato. Ngắm cần nụ không cũng đủ mê rồi cô chú anh chị này. Với những cần nụ với những cái bông hoa chắc, nụ hoa chắc mẩy, nụ ú ụ luôn. Những cái cần hoa to bự cô chú anh chị rất là đẹp luôn nhé. Những cái cây điện lan Sato vàng mít khỏe và đẹp như thế này. Và một chậu như vậy thì sẽ rơi vào ít nhất là 4 cần hoa trong một chậu.
Đấy, đủ cô chú anh chị có một cái giò lan ngắm đã mắt khoảng tầm trên 2 tháng cho đến 3 tháng. Em bán chỉ có 280.000 cho một cái giò điện lan Sato. Giả hành mập nú với những cần hoa căng và mẩy cực kỳ là đẹp cô chú anh chị này. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Cái lô hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Một cây như vậy, lá vừa biên vàng lẫn với cả biên đỏ. Cô chú anh chị nhìn cho em cây cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đây này cô chú anh chị này, mỗi một chậu như vậy nó sẽ có hai cái vòi hoa rất là khỏe luôn nhé. Cây thì có khoảng tầm 3 cặp lá, cực kỳ là khỏe và đẹp luôn. Ngay từ bộ rễ cho đến thân lá và nụ rất là đẹp. Đây ạ, cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Không chỉ biên vàng mà nó còn có lẫn cả biên đỏ nữa. Nên là nhìn cây lan rất là đẹp. Một cái sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá với sắc hoa tím đậm đà, rất tím hồng đậm đà rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông của cái dòng lan này. Đây ạ, hồ điệp lá biên hay là hồ điệp lá phát tài, đây mặt bông của nó đây nhá. Và một cái giò lan như thế này để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa đến Tết rất là đẹp luôn. Với giá em bán chỉ có 60.000 cho một cái chậu hồ điệp lá biên lá phát tài này thôi. Cô chú anh chị cùng ngắm những cái nụ quá là khỏe và đẹp của nó như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu càng cua. Những cái chậu càng cua với sắc hoa đỏ rực rỡ luôn. Hiện tại cây đang nụ đang hoa này. Và một chậu càng cua đang nụ đang hoa để cô chú anh chị sở hữu một cây giống cũng như ngắm hoa trong thời gian rất là dài. Giá chỉ có 60.000 thôi, một chậu rất là nhiều thân. Đó, 60.000 cho một cái chậu càng cua này cô chú anh chị nhé. Nụ lớn, nụ bé chi chít luôn nên là đảm bảo cô chú anh chị có những cái giò lan ngắm trong thời gian rất là lâu luôn ạ. Sang bên này đây ạ là những cái chậu địa lan kim long bào lá biên. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái chậu là khoảng tầm 4-5 cây cực kỳ là khỏe luôn. Cây hàng rất là khỏe chứ không phải là như những lô hàng khác đâu cô chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe nên là đảm bảo những cái cây này thì có thể cho cô chú anh chị ngắm những bông hoa đẹp cũng như là một cái giò thân lá tuyệt vời luôn. Những cái cây này thì cô chú anh chị thấy là mình ngắm thân lá không đã đủ mê rồi đúng không ạ? Và đề sắc hoa của dòng kim long bào lá biên này này cô chú anh chị này. Sắc hoa sẽ đỏ đậm như thế này cô chú anh chị nhá. Hoa cực kỳ là xuất sắc luôn. Mà không chỉ hoa đẹp mấy thân lá thôi ạ. Cô chú anh chị để sang một cái chậu khác đảm bảo trưng trong phòng khách hay bàn làm việc đều vô cùng là tuyệt vời luôn. Đấy, cái dòng cây lá biên lá phát tài người ta còn gọi là tượng trưng cho tài lộc may mắn đấy ạ. Có 260.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Ở trên thị trường người ta bán không dưới 300.000 đâu ạ. Đấy ạ. Đây mặt hoa của cái dòng kim long bào lá biên. Và sang bên này đây ạ sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu thối chuỗi ngọc rất là nhiều thân ạ, và thắt đốt sáng bóng vô cùng đẹp như thế này. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái mùa hoa, một cái tác phẩm tuyệt vời để thưởng thức trong mùa xuân tới. Hiện tại thì cây đã đứng hết ngọn và đang chuẩn bị là nứt nụ đến nơi rồi ạ. Đấy, một chậu thì rất là nhiều thân, với giá chỉ có 160.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. 160.000 cho một cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc đẹp mê ly như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng này. Vũ nữ hồng lâu mộng với những cái bông hoa thơm ngát. Đấy, chi chít là nụ như thế này. Một chậu rất là khỏe luôn, sẽ có ít nhất là 3-4 cần hoa. Và em bán một cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng như vậy với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi. À, vũ nữ hồng lâu mộng hay còn gọi là vũ nữ ngàn sao đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ, cũng là dòng vũ nữ cá mập này cô chú anh chị này. Với sắc hoa tím và cái hương thơm thì thôi rồi ạ. Hương thơm thì quá là mê luôn cô chú anh chị nhé. Để vào trong phòng khách buổi sáng hôm sau thức dậy thưởng thức cái mùi hương của dòng vũ nữ cá mập này thì cảm giác sẽ là một ngày đầy sự thú vị. Với sắc hoa tím đấy, đẹp một cách bí ẩn như thế này. Cái dòng lan vũ nữ cá mập này cô chú anh chị này. Đó, những cái chậu lan vũ nữ cá mập rất là đẹp luôn ạ. Và một cái chậu như thế này thì sẽ có ít nhất là hai nụ hoặc là một nụ một hoa nhé. Dòng này thì hoa cực kỳ là bền luôn ạ. Rất là bền cô chú anh chị nhé. Thoải mái cô chú anh chị ngắm hoa khoảng tầm 2 tháng. Rất là bền luôn cô chú anh chị ạ, mà cực kỳ là thơm. Và một giò như thế này thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 thôi mà cây cực rất là khỏe nhé. Cái lô hàng cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, thân lá khỏe và rất là dễ thuần, dễ chăm luôn. Cô chú anh chị yên tâm cho em này. Và sang bên này đây là những cái cây dendro ạ. Những cái cây mà dendro với mặt hoa vô cùng là xuất sắc ở đây cô chú anh chị này. Hiện tại thì những cái chậu dendro này, một số thân thì nó đang nở hoa rồi, nhưng mà cũng có những cái thân mà nó đang có nụ nhá. Hoa của dendro này nó sẽ bền trên 2 tháng và có hương thơm. Hoa rất là thơm luôn đấy cô chú anh chị, cái dòng dendro này hoa rất là thơm luôn nhá. Thì em có hai cái mặt bông ạ, đó là mặt bông cánh tím phớt hồng này.
Đó, cánh tím phớt hồng này, chậu nhiều thân và cả cả nụ, cả mầm đang lên chi chít luôn này. Hoặc là cái mặt bông đó là cánh trắng này, cô chú anh chị này. Đó, cánh trắng nhá, cánh trắng nuột luôn như thế này. Với cái họng điểm một chút màu vàng nhạt, rất là xinh. Đây ạ. Đó, hàng chuẩn mặt bông cây giống như thế này, hiện tại đã sổ hoa rồi cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Và một cái chậu như thế này, những cái cây này thì hiện tại nó đang nở hoa rồi. À, vẫn có những cái thân mà nó đang tiếp tục sẽ cho, đang cho nụ này cô chú anh chị này. Nên là cô chú anh chị về vừa được thưởng thức hoa một lứa này rồi, những cái thân còn lại nó sẽ tiếp tục cho hoa nhé. Đây ví dụ như cái chậu này này, nó đang có hoa rồi cô chú anh chị này. Lại có những cái thân này nó đang bắt đầu cho nụ này, đang bắt đầu sưng mắt nụ nữa này cô chú anh chị này. Đó đây ạ. Và một cái chậu như vậy thì em bán đồng giá là 150.000 thôi. 150.000 rất là nhiều thân, chi chít là thân luôn. Cô chú anh chị chọn màu nào cứ báo em cô chú anh chị nhé. Chọn màu nào báo em ạ. Hoa đảm bảo là thơm và chuẩn mặt bông. Cô chú anh chị thích lấy mặt bông trắng hay mặt bông tím phớt hồng này cứ báo em ạ. Mặt bông nào cũng đều rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Và sang bên này đây thì đây là những cái chậu dendro với sắc hoa tím, cánh tím đậm hơn nhá. Nói thân to nù cao hơn này. Đấy, một chậu cũng nhiều thân như vậy và em bán với giá là 160.000 cho một chậu này. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm Phan Trí, hàng gieo hạt của vườn Việt Nam mình. Và có những cái chậu mà nhà vườn đã sổ hoa rất là đẹp. Em bán một cái chậu như vậy với giá là 110.000. Có những cái chậu đã sổ hoa và chuẩn mặt đông cây giống như thế này này cô chú anh chị này. 110.000 cho một giò rất là nhiều thân. Và sang bên này đây sẽ là mặt đông trầm biên vàng. Cái dòng lan trầm biên vàng một mặt đông phải nói là đẹp một cách xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Dễ thuần dễ chăm. Cực kỳ là dễ thuần dễ chăm, mà trong tất cả các mặt bông trầm thì có lẽ em cảm thấy ưng nhất vẫn cứ là cái mặt bông của dòng trầm biên vàng này. Đấy, trước đây một cái thân như thế này phải tầm 300. Đấy, hoa của nó đẹp, siêu, phải nói siêu đẹp luôn. Cái sắc hoa cánh tím đậm mà sáng, lại bóng và môi tuyết rất là đẹp. Với chậu như vậy sẽ là một thân rơi từ 40cm trở lên. Mắt nụ nổi đã hình thành hết những cái mắt nụ rất là rõ bên dưới này rồi cô chú anh chị này. Được cực kỳ là nổi bật luôn, mặt bông của nó chắc chắn không làm cô chú anh chị nào thất vọng luôn ạ. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một chậu trầm biên vàng. Bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Lá thì không được đẹp lắm nhưng cây đảm bảo rất là khỏe, bình thường là bán 150-180 một giò. Hôm nay em có 3 giò này, em bán là 100.000 thôi ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu giả Dinh Linh Xuân. Chậu nó có hai thân cô chú anh chị nhá. Chậu hai thân ạ, đen chùi chũi đẹp như vậy. Giá em bán chỉ có 50.000 cho một giò, tức là bằng một bát phở thôi cô chú anh chị có sở hữu ngay một chậu lan rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc hồng ngọc, có 70.000 cho một giò thôi. Chậu rơi vào 3 thân hoặc là 4 thân. Sang bên này đây sẽ là những cây thiên nga, hoa siêu bền và siêu thơm, hoa của nó phải nở được thời gian rất là thâu lâu ạ. Mùi hương thơm thì quyến rũ vô cùng nhá. Mấy chậu một cái cốc thiên nga khỏe và đẹp như thế này hiện tại đang chuẩn bị lên mầm, lên nụ. Đấy, giả hành to bự chảng đẹp như thế này. Giá em bán chỉ có 130 thôi ạ. 130 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Đây ạ, giả hành rất là bự. Đảm bảo cái cây giống rất là khỏe như thế này. 130 và ở đây thì em có 3 màu sắc, đó là màu đỏ đốm, màu xanh cốm và màu đỏ nâu nhá. Ngoài những cái chậu với cái giá là 130 kia thì em còn có những cái chậu nhỏ hơn cũng rất là khỏe đấy ạ. Và những cái chậu như thế này thì em bán có 50.000 thôi, em cũng có 3 màu sắc cô chú anh chị ạ. 3 màu sắc và cũng đảm bảo cây giống, cây này thì cũng đảm bảo là cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa này và được thưởng thức nụ hoa cũng như là đảm bảo cây mầm giống khỏe nhé cô chú anh chị nhé. Giả hành căng mướt cực đẹp luôn. Có 50.000 cho một chậu thôi mà cũng có 3 màu sắc, đỏ đốm, xanh cốm và đỏ nâu ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đai châu Thái. Hàng này là hàng của trồng thuần của Việt Nam mình nhá. Cây sẽ rơi vào 4 cặp lá và một cái chậu như thế này sẽ có, đều đang có nụ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị luôn. Đấy, 1 cho đến 2 nụ chuẩn hoa Tết luôn ạ. Những cái cây này thì về cô chú anh chị không cần phải làm gì đâu, bởi vì hàng này thì đã có sẵn cái giá thể là cái than rồi, trồng bằng chậu nhựa rất là kỹ càng luôn rồi. Đấy, thuần rất là ổn định rồi nên là về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ hoa Tết thôi cô chú anh chị nhé. Hoặc là cô chú anh chị thích muốn sang những cái chậu đẹp hơn thì có thể sang chậu. Để đảm bảo những cái cây này thì sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa gọi là đẹp trọn vẹn nhất. Em bán có 120.000 thôi ạ.
Tiếp sang bên này đây sẽ là nhiều những cái giỏ hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Những cái giỏ hàng lan thuần cô chú anh chị nhé, cực kỳ là đẹp và rất là rẻ luôn, dòng hoa Tết ạ. Trước tiên thì em có những cái giỏ dáng hương đuôi cáo. Những cái giỏ hàng dáng hương đuôi cáo ở vườn nhà em trước này cô chú anh chị này. Đây em gọi là giò dáng hương đuôi cáo số 1 này. Giò này phải, đây là một cái trụ. Trụ này, giò này phải tầm bao nhiêu cây nhỉ? 2 này, 4, 5, 6, 2, 2, 4. Rất là đẹp luôn. Đấy, cây đều tăm tắp rất là đẹp như thế này. Đây, giò dáng hương đuôi cáo này. Cây thuần ổn định. Cái giò này chắc chắn là đến mùa xuân là cô chú anh chị có cái giò lan quá là đẹp để thưởng thức rồi. Và cái giò dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán với giá 260.000. Em gọi là cái hình số này là, ôi hình này lại hình là hình số 5 à. Hình số 5. Rồi em bắt đầu trở lại từ hình số 1 này. Hình số 1 đây ạ. Cái hình số 1 này là một cái chậu dáng hương đuôi cáo gồm có 5 cây nhá. Khỏe và đẹp luôn. Sau Tết là sẽ nhú nụ cực đẹp luôn rồi ạ. Cái hình này em bán với giá chỉ có 210.000 thôi ạ. Hình tiếp theo là hình số 2. Cái giò này em xin phép được bán với giá cũng 210.000. Là những cây lá xếp rất là căng và khỏe đẹp luôn. Hình tiếp theo là hình số 3. Cái chậu số 3 này cũng là 5 cây. Giá em bán cũng là 210.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Cái chậu này thì rất là nhiều cây luôn ạ. Cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 220.000 nhá. Ở bên này là một cái giò lan, một cái trụ lan. Cây đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò này em bán 260.000. Sau bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc giả hạc Hawaii cô chú anh chị nhé. Cái dòng giả Hawaii thì cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi, cái hương thơm của nó phải nói là siêu thơm, chỉ cần 1-2 bông nở thôi thì cũng đã nức nở cả cái không gian thì nhức mũi luôn rồi cô chú anh chị ạ. Trước đây thì một thân cũng đến hơn 100.000, một cái giò như thế này cũng rơi 600-700. Hiện tại thì một cái giò như vậy ạ có 150.000 thôi cô chú anh chị này, quá là đẹp luôn. Cái giò lan hình số 6 150.000 nhá, giả Hawaii ạ. Hình số 7 140.000. Và hình số 8 cũng thân dài rất là đẹp 150.000. Dòng này cũng là chủ hoa Tết đấy cô chú anh chị. Và hình số 9 150.000. Rất là nhiều thân. Hình số 10 140.000. Hình số 11 ạ. Hình số 11 ạ. Cái giỏ số 11 này em bán với giá 150.000. Và hình số 12 ạ 150.000. Thân nủ căng mét căng mướt luôn. Và hình số 13 140.000 cô chú anh chị này. Hình số 14 ạ, thân rất là dài luôn, 150.000. Sau bên này đây sẽ là giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp thì cô chú anh chị chơi lan lâu cũng biết rồi ạ. Cái dòng này thì hoa cũng cực kỳ là đẹp. Đây, hiện tại thì cây đã bắt đầu xuống hết lá rồi. Chuẩn bị là sưng mắt nụ luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Cái thân này thì chắc chắn cho cô chú anh chị những cái suối hoa đẹp tuyệt vời luôn, căng mướt luôn. Giò này với giá chỉ có 150.000 thôi là hình 15, hình 16. Đấy, hình 16 nhiều thân hơn 170.000 và hình số 17. Hình số 17 160.000 cho hình 17. Hình số 18 thân dài đều đẹp luôn. Hình số 18 này 160.000 và hình số 19 là 150.000. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ là một trong những mặt bông mà cô chú anh chị nào mà đã mua vài năm trước đây thì biết rồi, thân vài trăm nghìn đúng không ạ? Cũng là dòng hoa nở Tết. Đó. Cũng là dòng hoa nở Tết ạ. Hiện tại những cái mắt nụ đã bắt đầu là hình thành hết rồi đây cô chú anh chị này. Dòng hoa nở Tết mà trước đây thân vài trăm nghìn thì bây giờ cả cái chậu này. Chậu này em gọi là chậu 20 nhá. Cái chậu này thì rơi vào 2, 4, 5, 6 thân ngắn dài gì đó. Cái chậu này thì nhiều thân nhưng không có dài lắm. Em bán với giá chỉ có 110.000 thôi ạ. Hình tiếp theo hình 21. Hình 21 là 3 thân rất là dài và đẹp luôn đây. Cái giò này em cũng chỉ bán với giá có bao nhiêu ạ? 110.000, thay vì trước đây rơi khoảng tầm 500.000 hiện tại có 110.000 cô chú anh chị nhé. Hàng chuẩn ươm ki. Cái sắc hoa đỏ cái dòng này thì cái vẻ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi. Một cái dòng lan quá là nổi tiếng và quá là được săn đón từ trước đến nay rồi. Mặt bông không phải bạt. Đấy, cái chậu này thì là có 4 thân cô chú anh chị này. Em bán với giá là 120.000. Tiếp theo là hình 23 này. Chậu này hai thân dài đẹp nhá. Cái chậu này thì em cũng chỉ bán có 110.000 thôi. Cái thân cao nhất của nó phải tầm 70 cm ạ. Cái thân ngắn hơn sẽ dài khoảng tầm 50 cm. Thế 110.000. Tiếp theo là hình 24. 24 cô chú anh chị này, 24. Chậu này cũng là 4 thân nhá. 4 thân với giá chỉ có 100
20.000 thôi. Cô chú anh chị thấy ạ, hàng rẻ như là tặng luôn đúng không ạ? Quá là rẻ luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 25 đây ạ, hình 25 đây cô chú anh chị nhé. 25 cũng là 3 thân dài, mỗi một thân dài chắc khoảng tầm 50cm trở lên hết rồi. Giò này em xin phép được bán bao nhiêu ạ? 120.000. Hình tiếp theo sẽ là hình 26. 26 thì chậu này thì phải nói là siêu đẹp rồi. Chậu này trước đây phải tầm 700-800.000 ạ. Thì hiện tại nó có giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. 2, 4, 5 thân dài khoảng tầm 50cm trở lên hết ạ. Cái giò này thì đến Tết sẽ là một tác phẩm tuyệt vời luôn. Đấy. Chỉ có 150.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo ạ là cái hình số 27, hình số 27. Cái chậu này cũng là đây ba thân như thế đây. Giò này em bán với giá là 120.000 và hình 28 này. Hình 28 ạ, cái chậu này là 4 thân cô chú anh chị nhá. Mập nù ú luôn, cái thân to nhất, to hơn cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị ạ. 4 thân cực kỳ là đẹp như vậy. Giá em bán là 130.000 cho giò này. Sang bên này đây sẽ là dòng trầm cổ hay là gọi là trầm thanh củi. Bình thường bằng máy lâu thì em vẫn bán hàng theo chậu. Tuy nhiên thì em thấy là sẽ chia hình ra như vậy để cô chú anh chị có thể chọn dễ hơn. Thân xoắn đỏ đậm cực đẹp luôn này cô chú anh chị này. Trầm này gọi là trầm thanh củi, gọi là trầm cổ bởi vì là thực ra là nó đã được giữ giống rất là lâu rồi. Nên là gọi là cái giống trầm cổ đấy ạ. 2 này, 4 này, cái dòng này cũng hoa đỏ rất là đậm luôn. Ngay từ thân lá của nó cũng đã ngắm rất là tuyệt vời luôn rồi. Chậu sum xuê như thế này ạ, em gọi đây là chậu 29. Cái chậu này với giá chỉ có 140.000 thôi, hay tùy cô chú anh chị chọn rơi vào bao nhiêu thân ạ. Rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị nhé. Chậu tiếp theo, chậu 30, 4 thân siêu chất lượng. Đấy, cái thân nào thân đấy phải dài, thân dài nhất có khi gần đến 1 mét rồi cô chú anh chị ạ. Thân to đùng như cái ngón tay luôn nhé. Chậu này 4 thân ạ. Giò này em bán với giá 150.000. Và sang hình tiếp theo là chậu số 31. Em cũng bán là 140.000 đây. Đấy, tùy cô chú anh chị chọn. 140.000. Dài, thân dài đều và cực kỳ là đẹp luôn. Những cái giò này thì khi mà nở hoa thì thôi rồi ạ. Tác phẩm đẹp luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32 này. Cái chậu này với giá em cũng xin phép được bán với giá là 150.000. Giò này bình thường những shop khác em nghĩ rằng người ta không bán dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Nên là những cái giò mà lan mà em bán được giá, mua được giá ưu ái thì em sẽ bán với cái giá cô chú anh chị là giá rất là ưu ái. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33 này. Phải rơi vào tầm bao nhiêu thân cô chú anh chị? 6 thân trở lên đúng không ạ? Thân căng mướt cực kỳ là đẹp luôn. Cái giò này em cũng bán với cô chú anh chị là 150.000 cho giò này. Và hình tiếp theo nè, 4 thân, 3 thân nù to như cái ngón tay cái luôn. Cái giò này em bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. 3 thân cực kỳ là VIP, thêm một cái thân nhỏ hơn nữa. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Hình số 35 này em bán với giá là cũng là 150.000 đây cô chú anh chị. Nhìn cho em trọn vẹn cái giò lan 150.000. Và sang bên này đây sẽ là mặt điệp tím của vùng Cao Bằng. Hình 36, một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng. Một điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì chắc chắn biết rồi. Một mặt bông mà trước đây vô cùng được săn đón với cái dòng lan vẻ đẹp của hoa cây phi điệp vùng núi đá, lá nhựa, cánh sáp bóng và môi tuyết đẹp tuyệt vời. Cái giò lan này cho cô chú anh chị sẽ là những cái bông hoa xuất sắc ở Tết tới, xuân tới. Em bán cả giò này với giá chỉ có 210.000 thôi ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. 120.000 cho giò điệp tím này, thân căng nù luôn. Và hình số 38, 110.000 cô chú anh chị ạ. 100.000 thôi ạ, hình 38 4 ki 100.000. Sang bên này đây sẽ là những cái hình đai châu Thái này. Em có hai cái hình đai châu Thái này lá mít cực đẹp luôn, hai cây lá mít rất là đẹp luôn ạ. Đấy, em có hàng chậu bên kia với giá 120 cho một chậu, hàng đang nụ rồi mà cô chú anh chị lấy chậu này, hình này về ghép cũng rất là đẹp này. Hình này với giá 150.000. Và hình 40, hình 40 này là có tất cả là 4 cây, 5 cây luôn cô chú anh chị nhé. 5 cây luôn và cái hình này em xin phép. Đây, 5 cây như vậy. Nói chung là lỗi thì cũng lỗi rất là nhẹ thôi ạ. 4 cây này cô chú anh chị về có thể được 2 chậu. Giá em bán là 160.000 nhé. Tức là có 80.000 trong một cái chậu lan châu Thái, mặt bông rất là đẹp luôn rồi. Sang bên này sẽ là cái chậu lan kiếm. Hàng này hàng chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhé. Đây sẽ là cái chậu
kiếm vàng cánh chim cô chú anh chị ạ. Một trong những mặt bông kiếm, gọi đây là những cái cây cây tỉa kiếm đột biến, là những cái cây lựa chọn đẹp nhất trong những cái dòng cây kiếm đấy ạ. Vàng cánh chim hình 42 180.000 thôi. Bằng cái hàng rừng luôn cô chú anh chị này. Hình tiếp theo 43. Bình an kiếm thân thủ rất là đẹp ạ. Thân to đùng luôn, rất là đẹp. 300.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái chậu, đây sẽ là chậu Taiwan 4. Là một cái mặt bông hình số 44 là Taiwan 4, 330.000. Là một cái mặt bông kiếm Thái, đẹp nhất trong mặt bông của dòng kiếm Thái đấy ạ. Dòng này chuẩn mặt bông nhé của chú anh chị nhé. Hoa vàng, cần hoa rất là dài và thơm đấy ạ. Hình sang bên này đây sẽ là hình số 45, 180.000. 180.000, đây là cái trắng Thái Nguyên của chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là bình, cũng là bình an kiếm ạ. Thân thủ rất là đẹp, mặt bông của nó cũng tuyệt vời. Với giá có 180.000 thôi. Và sang bên này đây, sang bên này đây sẽ là cái chậu kiếm trắng Hạ Long. Một cái chậu sum xuê như thế này. Đấy, cây thuần sẵn trong chậu khỏe đẹp như vậy. Giá là 400.000 của chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Trước tiên sẽ là nấm hương rừng cô chú anh chị này, của đặc sản của vùng Nguyên Bình Cao Bằng quê em cô chú anh chị nhé. Đảm bảo là cái đặc sản vừa thơm vừa ngon và vừa sạch ạ. Một cái túi như vậy em bán với giá là 140.000 cho một nửa kg, rất là nhiều. Bên này sẽ là cái măng mầm cô chú anh chị, nhìn măng là biết là chất măng ngon rồi đúng không ạ? Đảm bảo măng sạch và ngon tuyệt vời luôn, với giá em bán là chỉ có 200.000 cho một kg thôi, nhanh tay cô chú anh chị nhá. Măng đến Tết là sẽ cực kỳ là lên giá luôn ạ. Bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này. Giá em bán là 170.000 cho một túi nửa kg. Cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng thức chè ô long của vùng Nguyên Bình thì biết rồi. Có vị thơm ngon và rất là đặc biệt luôn. Bên này sẽ là cái dễ mũ tình 120, chứa khô với giá 100.000 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cẩm 100, tầm nghỉ cây xanh em bán 220, hoặc tinh em bán là 100.000 nhá. Tinh em bán 200.000 trong 1 kg ạ. Bên này sẽ là các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn nhé. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg. Dớn vụn 40.000 trong 1 kg. Rêu rừng 50.000 trong 1 kg. Ri xanh 50.000 và Autonic là 10.000 trong 1 lọ. Dưỡng chất AB 85.000 trong 1 lọ. Thu Nguyễn 25.000 trong 1 lọ. 50.000 trong 1 cặp ạ. Và B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong 1 lọ. Super Thai hormone tăng trưởng với giá 50.000 trong 1 lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Siêu rất dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá là 90.000 cho một lọ. Bên này đây sẽ là cái dòng cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kim Kinbun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm một túi 1 kg với giá 50.000, một hộp 1 kg với giá 130. Dây buộc lan một chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng luôn ạ. Giá là 35.000 cho một cuộn dây buộc lan này. Và bên này sẽ là phân bón dạng túi lọc 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Phân bón chùm quế nguyên chất ạ, dòng cao cấp đã là dòng thương hiệu rồi, 35.000 trong một túi. Và đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong trên 2 tháng nhé. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 trong một túi. Và em nghĩ rằng đây là một sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo khi mà cô chú anh chị sử dụng nó. Bởi vì thứ nhất là ngoài cái nó cực kỳ là lành tính, thoải mái trộn với cả giá thể hay bón một cách trực tiếp cho cây mà không sợ đen đầu rễ. Thứ hai, cái dưỡng chất cung cấp cái giá trị dưỡng chất một cách rất là tối ưu. Ngoài cái phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, thì cô chú anh chị biết rồi, cái dưỡng chất của nó cực kỳ là tuyệt vời đúng không ạ? Giá chỉ có 35.000 thôi. Một cái lựa chọn em nghĩ rằng vô cùng hoàn hảo luôn. Bên này đây thì em vẫn có dòng sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn ạ. Giảm đau một cách hiệu quả nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.